Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Văn hóa Toàn cảnh. Tối ngày 11 tháng 5 tại Thư viện Quốc gia Việt Nam, rất đông bạn đọc trong và ngoài nước đã đến tham dự lễ khai mạc những ngày văn học châu Âu lần thứ 2. Đây là sự kiện nằm trong khuôn khổ những ngày văn hóa châu Âu tại Việt Nam. Tại lễ khai mạc, Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn khẳng định những ngày văn học châu Âu lần 2 là một sự kiện ý nghĩa, góp phần tích cực vào việc cổ vũ phong trào đọc sách, coi sách là cầu nối quan trọng nhất để tiếp thu những tinh hoa của nhân loại. Ngài đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam, Anthony Stoke cũng bày tỏ niềm vui mừng và hy vọng vào những hiệu quả tích cực mà sự kiện này mang lại. Sau lễ khai mạc, Nhã Nam và Hội đồng Anh đã tổ chức lễ trao giải cuộc thi viết về lão kẹo gôm với sự tham gia của chính tác giả bộ truyện nổi tiếng Andy Stanton. Đây là cuộc thi dành cho các độc giả từ 7 đến 17 tuổi. Thông qua các bức tranh hoặc bài viết, các em được tự do thể hiện trí tưởng tượng và cảm xúc của mình về nhân vật lão kẹo gôm và những chuyến phiêu lưu thú vị. Sau 2 tháng phát động, từ 300 tác phẩm gửi về, ban tổ chức đã chọn ra 8 bài dự thi xuất sắc nhất để trao giải. Bài viết này của em nói về một chuyến đi của lão kẹo gôm đến Việt Nam nhờ bốc thăm xổ số. Tại sảnh Thư viện Quốc gia còn trưng bày 300 tác phẩm văn học kinh điển cũng như đương đại ở các lĩnh vực khác nhau của 7 quốc gia gồm Italy, Tây Ban Nha, Bỉ, Đức, Anh, Đan Mạch và Ba Lan. Ngày 12 tháng 5, ngày thứ hai diễn ra những ngày văn hóa châu Âu, đã diễn ra hàng loạt các hoạt động phong phú như chương trình giới thiệu sách của các nhà xuất bản và các cuộc tọa đàm hội thảo về văn học. Trong đó, tọa đàm giới thiệu văn học nước ngoài ở Việt Nam thu hút được nhiều sự quan tâm hơn cả bởi đã đề cập tới vấn đề quảng bá văn học Việt Nam ra nước ngoài, ghi nhận của nhóm phóng viên Văn hóa Toàn cảnh. Các diễn giả tham dự tọa đàm đều cho rằng, một trong những lý do hiện nay văn học nước ngoài ngày càng trở nên phổ biến và được yêu thích ở Việt Nam, đó là công tác dịch thuật, quảng bá, giới thiệu, được đầu tư và được thực hiện khá tốt. Chính những sự kiện được tổ chức thường niên và có quy mô lớn như những ngày văn học châu Âu là một minh chứng rõ nét cho điều này. Trong khi đó, việc quảng bá tác phẩm văn học của Việt Nam đến với bạn đọc ở nước ngoài dường như vẫn chưa được quan tâm đúng mức. Do đó, độc giả nước ngoài cũng chưa biết nhiều đến văn học Việt Nam cũng là điều dễ hiểu. Các nước châu Âu nó họ có cái liên minh châu Âu và họ biết liên kết lại. Họ làm những ngày văn hóa châu Âu, những ngày văn học châu Âu tại Việt Nam cũng như một số nước. Thì đấy là một cái cách làm rất hay. Thì nó khuấy động được dư luận trong cái nước sở tại này, phải chú ý đến. Đấy. Còn là chúng ta thì thỉnh thoảng chúng ta vẫn có những ngày văn hóa Việt Nam hoặc là hội chợ Việt Nam ở nước này được nọ. Nhưng theo như chỗ tôi biết ấy, thì cái ấy nó nặng về tính văn hóa hơn này, văn hóa trình diễn, rồi là văn hóa vật chất, rồi là hàng hóa, mà cái phần sách vở thì ít. Cái góc văn học trong đó gần như không có chú ý. Thực ra Việt Nam không phải không nỗ lực quảng bá văn học nước nhà ra nước ngoài, nhưng cách làm của chúng ta hiện nay, theo nhiều chuyên gia, chỉ là những hoạt động riêng rẽ, mạnh ai nấy làm. Muốn quảng bá văn học Việt Nam ra nước ngoài đạt được hiệu quả lớn và lâu dài, thì bên cạnh việc lựa chọn những tác phẩm tốt, điều quan trọng nhất vẫn là một chiến lược quảng bá văn học mang tầm nhà nước với những mục tiêu và kế hoạch cụ thể. Nhà nước phải có một cái kế hoạch 5 năm, 10 năm đặt ra những mục tiêu cụ thể, giao cho Bộ Văn hóa là cơ quan nhà nước và cái Hội Nhà văn Quốc gia, Hội Nhà văn Việt Nam và làm có hệ thống lên danh sách, tổ chức đội ngũ dịch, tổ chức in ra và tổ chức quảng bá và phải chọn những cái thị trường lớn, những cái nước mà từ đó nó có thể lan tỏa. Trong thế giới hội nhập hiện nay, văn học luôn là công cụ hữu ích không thể thiếu để một quốc gia có thể quảng bá, giới thiệu hình ảnh đất nước và lịch sử dân tộc mình. Vì vậy, một chiến lược lâu dài mang tầm quốc gia về quảng bá văn học Việt Nam ra thế giới là nhu cầu thiết thực cần phải làm. Giáo dục di sản trong nhà trường tại Việt Nam là chương trình trọng tâm của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong việc đổi mới phương pháp dạy và học, nâng cao kỹ năng sống cho học sinh và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở Việt Nam. Mô hình giáo dục này hiện đang được nhiều trường phổ thông trên cả nước áp dụng và bước đầu đã thu nhận được nhiều kết quả tích cực. Vừa qua, nhóm phóng viên Văn hóa Toàn cảnh đã theo chân các thầy cô giáo và các em học sinh trường Trung học Phổ thông Nguyễn Tất Thành, Hà Nội đến Vườn Quốc gia Ba Vì và đã ghi lại mô hình giáo dục do các cán bộ kiểm lâm của Vườn Quốc gia này đứng lớp. Buổi học ngoại khóa của các em học sinh khối lớp 6, trường Trung học và cơ sở Nguyễn Tất Thành, không bảng đen phấn trắng, không bàn ghế, lớp học được thực hiện ngay tại khu đồi thông của Vườn Quốc gia Ba Vì và giáo viên hướng dẫn chính là các chú cán bộ kiểm lâm.
Tiết học ngoại khóa hôm nay nhằm giúp các em học sinh tìm hiểu và nghiên cứu trực tiếp về các di sản thiên nhiên trong vườn quốc gia Ba Vì, bao gồm các hoạt động kiến tạo vật lý sinh học có giá trị nổi bật theo quan điểm thẩm mỹ và khoa học, thảm thực vật thiên nhiên độc đáo của vườn quốc gia Ba Vì. Bài giảng còn lồng ghép những câu chuyện truyền thuyết gắn với sự ra đời của ngọn núi Ba Vì, xưa kia còn có tên gọi là Tản Viên Sơn. Chính sự kết hợp giữa bài giảng trong sách giáo khoa với việc quan sát thực tế đã tạo cho các em sự hứng thú đặc biệt. Em nào cũng chăm chú lắng nghe và ghi chép tỉ mỉ những điều được học. Trên cơ sở những gì đã học được từ bài giảng và yêu cầu từ phía giảng viên hướng dẫn, các em học sinh chia thành từng nhóm nhỏ đi thu thập tất cả những mẫu thực vật mà các em cho là độc đáo tại vườn quốc gia Ba Vì. Công việc tìm kiếm và sưu tầm được thực hiện khoa học và bài bản với những dụng cụ quan sát và thực hành được chuẩn bị khá kỹ lưỡng như găng tay y tế, máy chụp hình, máy quay cá nhân, kính lúp quan sát, v.v. Mỗi khi tìm kiếm được một loại thực vật có hình dáng đặc biệt, các em lập tức họp và thảo luận ngay tại chỗ. Người làm nhiệm vụ ghi chép đặc điểm sinh học của loài thực vật vừa tìm thấy, người chụp hình làm tư liệu, người quan sát và đọc thông số. Các thầy cô giáo phụ trách làm nhiệm vụ hướng dẫn và gợi ý cho các nhóm khi gặp những thực vật đặc biệt khó lấy thông số. Sau 4 tiếng thực hành quan sát và thu thập mẫu vật, các nhóm bắt đầu tập hợp, phân loại và nghiệm thu mẫu vật. Tất cả đều được ép và ghi chép lại một cách tỉ mỉ làm tư liệu cho buổi thuyết trình ngày hôm sau tại lớp. Hiệu quả từ mô hình giáo dục di sản thiên nhiên mà trường Trung học phổ thông và cơ sở Nguyễn Tất Thành đang áp dụng trên thực tế không những thu được nhiều kết quả tích cực cho chính các em học sinh mà còn nâng cao chất lượng chuyên môn của giáo viên nhà trường. Em thấy đây là một hoạt động rất bổ ích và được tham gia những được chia sẻ cùng các bạn những hiểu biết của mình về thế giới động thực vật và động vật và có thể thu thập những loại cây, có thể biết thêm về nhiều loại cây hơn ạ. Chúng ta phải không được chặt cây, phải trồng thêm nhiều cây để phủ xanh đổi trọc để hút các khí CO2 độc trong không khí ạ. Các thầy cô cũng rất là nhiệt tình tham gia với lại các khóa học ngoại khóa như này. Đó cũng chính là những cái gọi là những cái buổi học mà thực tế mà các thầy cô cũng được dạy các con, được hướng dẫn trực tiếp cho con. Có những cái mẫu vật để con có thể hoạt động, có thể xem, có thể dạy hướng dẫn cho con. Trường Nguyễn Tất Thành là một trong những đơn vị giáo dục đi tiên phong trong việc áp dụng có hiệu quả mô hình giáo dục di sản trong nhà trường. Mỗi một bộ môn trong chương trình sách giáo khoa đều được nhà trường liên kết trực tiếp với các đơn vị nghiên cứu và hoạt động trong lĩnh vực có liên quan thông qua việc thành lập các câu lạc bộ. Có thể kể đến một số câu lạc bộ như câu lạc bộ Em yêu lịch sử liên kết với Bảo tàng Lịch sử Việt Nam, câu lạc bộ Em yêu văn hóa dân gian Việt Nam, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, Bảo tàng Dân tộc học và Trung tâm Bảo tồn và Phát huy Di sản văn hóa. Kết quả, học sinh không những được bồi dưỡng kiến thức văn hóa mà còn được nâng cao nhận thức về các giá trị di sản và phát triển các kỹ năng sống, trong đó đặc biệt là kỹ năng làm việc theo nhóm, kỹ năng sử dụng các phương tiện khoa học tiên tiến như quay video, chụp hình, tìm kiếm thông tin trên mạng, làm báo cáo, v.v. Đối với các học sinh của trường Nguyễn Thành thì đa số các con là đều là khu vực thành phố và các con thì thiên nhiên cũng rất là muốn các con gần gũi với thiên nhiên. Con đi thì thứ nhất là cái đầu tiên là thực sự con được thỏa mãn cái giác quan của mình, được nhìn, được sờ, được thấy tất cả mọi các cây. Ngoài ra thì đối với ở khu vực vườn quốc gia Ba Vì thì các con còn được thu một số mẫu và con sẽ làm cái bộ sưu tập. Việc kết hợp giáo dục di sản thiên nhiên, văn hóa và các tiết học trong nhà trường phổ thông không những là mục tiêu giúp học sinh hiểu được giá trị và trải nghiệm về các di sản văn hóa, mà còn nâng cao tình yêu đối với di sản. Qua đó, học sinh sẽ có thái độ hành động đúng đắn đối với sự cần thiết về bảo tồn các di sản, góp phần hình thành và bồi dưỡng nhân cách cho các em ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Hot Fires, phóng viên ảnh chiến trường, người đã tạo nên những chuẩn mực mới về ảnh chiến tranh trong gần nửa thế kỷ, gắn bó với hãng AP, đã qua đời hôm 10 tháng 5, thọ 79 tuổi. Sinh ra ở Berlin, Đức vào ngày 28 tháng 4 năm 1933, Fires làm việc tại hãng tin AP từ năm 1956. Trong sự nghiệp của mình, ông đã chụp ảnh về các cuộc chiến tranh, cách mạng, thế vận hội và nhiều sự kiện trên thế giới. Nhưng Fires vẫn nổi tiếng nhất với những bức ảnh về cuộc chiến ở Việt Nam, nơi ông đã bị thương nặng vào năm 1967. Ông đã đoạt 4 giải nhiếp ảnh lớn, trong đó có 2 giải Pulitzer. Năm 1970, Fires rời Sài Gòn để trở thành một phóng viên nhiếp ảnh lưu động ở châu Á. Năm 1976, Fires trở thành biên tập viên ảnh của hãng AP ở châu Âu, sống ở London, Anh cho đến khi ông về hưu vào năm 2004. Thời gian sau này, Fires còn tổ chức các hội nghị chuyên đề về nhiếp ảnh quốc tế. Tuy sau này phải ngồi xe lăn vì bị liệt, nhưng ông vẫn tiếp tục tới các triển lãm ảnh và nhiều sự kiện chuyên ngành khác. Sức khỏe của ông giảm sút nhanh vào cuối năm 2008.
Hồi tháng 2, Faust phải nằm viện để điều trị căn bệnh về da. Ông còn phải trải qua cuộc phẫu thuật dạ dày. Santiago Lyon, phụ trách ban ảnh của hãng AP nhận định, Faust là một người khổng lồ của giới nhiếp ảnh. Ông có khả năng kể những câu chuyện khó một cách độc đáo và đáng nhớ. Tiếp theo là những tin tức văn hóa đáng chú ý khác. Jermaine Paul, ca sĩ có xuất thân từ vị trí hát lót, đã trở thành tâm điểm mới của làng nhạc pop Mỹ khi đăng quang ngôi vị quán quân mùa thứ hai trong cuộc thi giọng hát nổi tiếng The Voice do đài NBC sản xuất. Được ngôi sao nhạc đồng quê Blake Shelton dìu dắt, Jermaine Paul đã thể hiện thành công ca khúc nổi tiếng I Believe I Can Fly của Kelly. Trước khi tham gia cuộc thi, anh từng là ca sĩ hát lót cho những ngôi sao nổi tiếng như Alicia Keys, Mary Blige hay Josh Stone. The Voice là chương trình dựa trên phiên bản gốc của Hà Lan với các thí sinh được những ca sĩ nổi tiếng làm người hướng dẫn. Tại Việt Nam, chương trình đã được mua bản quyền để trình chiếu với cái tên Giọng Hát Việt và sẽ được bắt đầu vào cuối năm nay. Bốn ca sĩ sẽ đảm nhiệm vai trò người hướng dẫn, đều là những tên tuổi nổi tiếng trong làng giải trí Việt, bao gồm Đàm Vĩnh Hưng, Hồ Ngọc Hà, Thu Minh và Trần Lập. Người hâm mộ cậu bé phù thủy Harry Potter ở Nhật Bản sẽ sớm được khám phá thế giới kỳ ảo của ngôi trường Hogwarts sau khi Universal Studios quyết định mở rộng công viên chủ đề ở đất nước mặt trời mọc với dự án tốn kém nửa tỷ đô la Mỹ. Góp mặt tại buổi họp báo chính thức ở Osaka, cặp song sinh James và Oliver Fiennes, thủ vai hai anh em nhà Weasley trong phim, đã được chào đón bởi hàng trăm người hâm mộ ăn mặc như những nhân vật phù thủy. Dự kiến khu vực này sẽ đón khách vào năm 2014. Loạt phim lẫn tiểu thuyết Harry Potter đã có thành công cực lớn tại thị trường Nhật Bản và thu hút hàng đoàn người hâm mộ náo nức xếp hàng mỗi khi có một bộ phim tập truyện mới về cậu bé phù thủy được phát hành. Với gương mặt hoàn hảo hiếm có, nữ sinh 18 tuổi ở Anh, Florence Conget đã vượt qua hàng nghìn thí sinh để trở thành người có vẻ đẹp tự nhiên nhất ở xứ sở sương mù. Khuôn mặt của Florence Conget tập hợp đầy đủ những yếu tố mà nhiều phụ nữ sẵn sàng trả số tiền lớn để sở hữu một khuôn mặt cân xứng hoàn hảo như vậy. Đó là đôi mắt to, đôi môi đầy đặn. Cô đã giành được danh hiệu người có vẻ đẹp tự nhiên nhất của Anh trong cuộc thi do chương trình truyền hình Anh tổ chức. Các thí sinh tham dự cuộc thi không được trang điểm và chưa từng phẫu thuật thẩm mỹ. Tôi đã gửi một bức ảnh không trang điểm đến cuộc thi người có vẻ đẹp tự nhiên nhất nước và sau đó tôi nhận được cuộc gọi nói rằng tôi lọt vào top 5 trong số 8.000 người. Florence Conget có một gương mặt cân đối. Gương mặt của cô không chỉ mang vẻ đẹp tự nhiên mà còn được xem là hoàn hảo theo tiêu chuẩn khoa học. Theo nghiên cứu, khuôn mặt của phụ nữ hấp dẫn nhất khi khoảng cách giữa hai đồng tử mắt gần bằng nửa chiều rộng khuôn mặt. Ở khuôn mặt Florence, tỷ lệ này là 44%. Khoảng cách lý tưởng giữa mắt và miệng là bằng 1/3 chiều dài khuôn mặt từ đường chân tóc đến cằm. Tỷ lệ này của Florence là 32,8%. Theo lý thuyết thì không cần phải chỉnh sửa bất cứ chi tiết nào trên khuôn mặt của Florence. Một trong những người đầu tiên đưa ra tiêu chuẩn cụ thể về khuôn mặt đẹp là Leonardo da Vinci, họa sĩ nổi tiếng nhưng cũng là nhà giải phẫu tài ba. Ông đã vận dụng thiên tài toán học và thẩm mỹ của mình để đưa ra tiêu chuẩn cho một khuôn mặt đẹp từ hơn nửa thiên niên kỷ trước đây. Thật không thể tin là tôi đã chiến thắng. Thật lòng mà nói, tôi không nghĩ mình đạt được danh hiệu này. Florence hiện đang làm việc bán thời gian tại một tiệm bán đồ ăn nhanh. Sau khi bất ngờ trở thành người có gương mặt hoàn hảo nhất, Florence cho biết cô dự định sẽ thử sức trong lĩnh vực người mẫu. Tôi hy vọng sẽ vào đại học nghiên cứu ngành quản lý kinh doanh. Nhưng nếu có một cơ hội khác thì có thể tôi sẽ xem xét lùi lại một năm. Bởi vì trường đại học vẫn còn ở đó, tôi cần tận dụng mọi cơ hội. Người dân địa phương cho rằng không khí trong lành của thị trấn ven biển Dier, nơi Florence sinh ra, đã đóng góp một phần không nhỏ vào thành công của cô học sinh trường Dover Grammar. Nhưng có lẽ Florence xuất sắc giành được vương miện bởi cô đã thừa hưởng tất cả những nét đẹp từ mẹ cô. Florence cũng cho biết bí quyết của cô là không chỉ uống nhiều nước, giữ cho khuôn mặt luôn sạch sẽ, mà sự tự tin về bản thân cũng giúp gương mặt cô luôn rạng rỡ. Tới đây, hình ảnh của Florence sẽ xuất hiện ở rất nhiều nơi trên khắp nước Anh. Đến đây, chương trình Văn hóa Toàn cảnh của chúng tôi cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.